Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc C200. Chiếc này của em sản xuất năm 2011, màu đen, biển số Hà Nội, 29A354.69. Chiếc này thì thật sự là rất là mới, mới chạy được có 70.000 mai thôi, tương ứng với khoảng tầm 10 vạn km sau 10 năm sử dụng. Thì mỗi năm chạy có 1 vạn thôi ạ, khá là ít. Có một điểm nữa em cũng xin lưu ý thêm với anh chị một chút. Bình thường thì anh chị sẽ để ý trên kênh YouTube này của em sẽ có những chiếc xe siêu lướt hoặc là những chiếc xe đời rất là cao. Những chiếc như thế này thì đời sâu thì rất là hiếm xuất hiện ở trên kênh của em. Vì là bình thường thì bên em chuyên mua bán các dòng xe siêu lướt thôi. Những dòng xe mà đã qua sử dụng lâu đời như thế này thì bên em chỉ mua lại những chiếc xe thật sự nó coi là siêu phẩm. Những chiếc xe mà chất lượng phải được đảm bảo và thật sự đẹp thì bên em mới mua những chiếc xe đời này. Còn nếu không thì những chiếc xe ở đời này mà xe nhề hoặc là nó xấu thì bên em thường thường là không mua lại. Đó. Vì chiếc xe này còn khá là đẹp nên bên em đã nhập về. Nếu như anh chị nào đang định tìm một chiếc xe C200 ở đời cũ, đời đầu, những chiếc xe đời đầu như này thì có thể tham khảo chiếc xe này nhé. Hiện tại thì chiếc xe này còn rất là mới và đang ở cửa hàng em số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đó. Khoang nội thất đấy ạ. Từ nội thất đến ngoại thất của chiếc xe thì vẫn còn rất là mới so với một chiếc xe đã qua sử dụng như những chiếc xe đời 2010-11 như này thì chiếc này thật sự là rất là đẹp. Sơn của nó thì bây giờ cũng không thể nói là còn zin bao nhiêu phần trăm được. Tuy nhiên là nước sơn của chiếc xe này còn rất đẹp và ổn định. Lốp sơ cua đấy ạ. Xe thì đã được bên em cho dọn nội thất, đánh bóng và phủ một lớp ceramic. Nên là quý anh chị cứ yên tâm về mặt chất lượng ạ. Trong cái tầm tiền mà mình bỏ ra để mua một chiếc xe trong loanh quanh khoảng trên dưới 500 triệu thì anh chị sẽ lựa chọn được rất là nhiều dòng xe. Ví dụ như là nếu muốn đi đời cao đơn giản thì anh chị có thể lựa chọn Accent hay Vios. Ở đời này thì nó nhắm đến một lượng khách hàng riêng. Những người mà đã từng đi xe châu Âu rồi thì khi mà trải nghiệm những chiếc xe này sẽ không muốn đi thử những chiếc xe của châu Á nữa. Những chiếc xe này thì có cảm giác lái rất là tốt và chắc chắn, độ an toàn cao. Đây, nội thất của chiếc xe này đấy ạ. Còn rất là mới luôn. Đó. Các anh chị có thể nhìn thấy các cái phím bấm này nó không hề bị xước sát hay là bị bong chóc gì cả. Đó. Trần xe còn sáng và sạch ạ. Đẹp. Đó. Đây là khoang nội thất của chiếc xe. Cần số đấy ạ. Vô lăng, cần số. Đó. Rất là mới. Lát nữa thì em sẽ nổ máy để cho mọi người xem. Bây giờ thì cho mọi người ngắm qua ngoại thất một chút nữa. Đó. Rất là chắc chắn. Ở những dòng này thì mọi người thường xuyên là rất là lăn tăn và sợ là đi sẽ phải bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế nó khá là nhiều. Tuy nhiên những dòng này thì thật sự là nó rất là lành. Đối với những người mà đi xe Đức thì đây là những chiếc xe mà gần như có thể coi là lành nhất rồi. Nó không có quá nhiều option và những cái chi phí bảo dưỡng của nó bây giờ cũng khá là rẻ. Thay thế của nó cũng khá là đơn giản. Đó. Ở đây thì có mới đăng kiểm lại đến tháng 5 năm 2022 luôn. Nộp phí đồng bộ luôn. Đó. Mua xe của bên em thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Anh chị có thể mang xe vào hãng, test hãng, kiểm tra hãng thoải mái. Đảm bảo với anh chị là xe không đâm đụng, không ngấm nước, máy móc nguyên bản. Tuy nhiên là ở đời này thì sẽ có những cái lịch sử nó bảo dưỡng xe đã qua sử dụng đến tầm 70.000 mai như này thì cũng không thể tránh được những cái ao mòn theo thời gian nhé anh chị nhá. Cũng xin nói trước và nói thật luôn với anh chị cho thế cho thoải mái. Những cái ao mòn theo thời gian thì không thể tránh được.
mình cũng không thể nào mà đòi hỏi một chiếc xe không có cái lịch sử gì, hoặc là chiếc xe không có lỗi lầm hay không có thay thế bất kỳ cái gì cả thì rất là khó. Những chiếc xe ở đây thì bên em sẽ đảm bảo cho anh chị xe không đâm đụng, không ngấm nước, máy móc nguyên bản và mọi thứ còn nguyên zin. Tuy nhiên là những cái hao mòn theo thời gian, ví dụ như là lốp hay là những cái cần phải thay thế khi mà chạy đến 70.000 mai thì là bình thường ạ. Anh chị có thể nhìn thấy đấy, nó rất là mới. Đó, táp lô đây. Đó. Vô lăng đây. Và số km đây. 70.000 mai. Có đèn auto, gạt mưa auto. Những chiếc xe này thì rất là lành và chạy rất là thích. Nếu như anh chị nào muốn một chiếc xe an toàn mà thương hiệu Mercedes-Benz và chạy rất là thích thì có thể tham khảo chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang bán với giá là 525 triệu C200 sản xuất năm 2011, với giá 525 triệu quý vị và anh chị nhé. Cũng xin chia sẻ thêm một chút về cái giá. So với mặt bằng chung là bên em đang bán rẻ hơn so với các trang web hay là các kênh đang bán hàng ở trên mạng xã hội, thì nó rơi vào khoảng tầm 530-540. Tuy nhiên là chiếc xe này của em thì em bán với giá rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Giá thì có thể thương lượng với anh chị một chút nữa nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này. Chi tiết thì mọi người có thể inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để có thể thương lượng và trao đổi về giá cả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu như anh chị muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe thì có thể inbox cho em để xem hình ảnh qua Zalo, Facebook cá nhân của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.